sẽ có một năm mới Nhâm Dần thật là nhiều may mắn nè, nhiều niềm vui nè, và tài lộc đầy nhà, cũng như là mỗi cái gì đó nó tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong năm mới. Và một ca khúc Sang xin gửi đến quý vị, một ca khúc được mang tên Đêm Giao Thừa. Nghe khúc dân ca và vui cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đúng không, rất nhiều. Vì chúng ta cho Samsung một tràng pháo tay thật lớn được không, vì để cho cái không khí của mình nó nóng lên đúng không hả? Đúng không, vì rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo nữa cũng là ca khúc cuối cùng mà Sang muốn gửi đến vị ngày hôm nay. Xin đồng ý với vị là ca khúc này là ca khúc đầu tay mà Sang tự mình sáng tác về đạo làm con. Chúc mong quý vị sẽ ủng hộ cho ca khúc này, một sáng tác được mang tên Giữ Đạo Làm Con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con nguyện ba năm giấc giả người xưa, con nguyện ơn trời cầu cho nhân thế sống đời bình an. Mong rằng tất cả mọi người chúng ta ở đây sẽ luôn luôn có một cuộc sống thật là bình an, ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ.